Hello, chào mọi người. Sorry, tại vì ngày hôm nay cái cần của tôi Cái bỏ vô đội cái túi. à, không sao, lấy cái gì kê cũng được, mà cũng không cần đem về. Nhà ở Việt Nam mà ba rủi rẻ lắm anh, đồ ăn Know, đầy đường nhưng mà ta lỡ đó. bỏ Là luôn mất rồi. Lỡ bỏ thì vẫn. ok, chào anh. Rồi được rồi, ok anh. Vậy. Mấy bên này, bên anh sao rồi? Bên có tình hình gì không? Mà còn mấy tiếng đồng hồ nữa anh đi phải không? Đúng rồi, anh ngủ hôm qua ngủ không được, hôm nay cũng làm như kiểu này, giờ này là khỏi ngủ luôn. Nôn quá mà, nhớ nôn quá mà. Bây giờ Tôi vậy mình là bên này cũng bây giờ này là bên đó mới có tám chiều rưỡi 8:30 đúng rồi. tối à, tám rưỡi à. Ok, thế thì tôi đi ra ngoài phi trường tôi mua cái võng tôi giăng ở đó tôi đợi Cho tôi khỏi ra nha. đó, chừng nào tôi tới tôi kêu, chừng nào tôi tới tôi kêu, khỏi đã, khỏi đã, tôi kêu được, được, tôi có điện thoại. Thời buổi này đã xong rồi, tất cả mọi thứ đều men ngủ không nổi như lên đồng. Nói chung là thì ai cũng vậy, sắp sửa về Việt Nam thì ai cũng vậy, đâu có riêng gì anh đâu, tôi cũng vậy anh. Ừ, mà không ngủ được anh, không ngủ được, Hello. không ngủ được, Mắt cứ cho lát cho lát cũng chẳng có gì. quên. Anh chào mọi người chưa? Chưa, chào tất cả mọi người. Chào Rồi anh Cầm, chào tất chào, cả mọi người. chào tất cả mọi người diễn đàn nha. Hôm nay thì nhân dịp anh Phượng sắp sửa khởi hành về Việt Nam, cho nên ra mình chúc anh Phượng coi như một chuyến đi rất ư là suôn sẻ, vui vẻ. Rồi tôi mua cái võng, tôi mua cái võng tôi ra, tôi bắt cái ghế cái bếu ở ngoài tôi ngồi tôi đợi anh. Anh chỉ Ok đi. anh khỏi đi đâu, anh cứ lên nhà đi, chừng nào tôi tới đây, chừng nào tôi tới nhà tôi kêu anh. Thời buổi này anh, trời ơi, thời buổi này là Trời ơi, thời thời buổi buổi này internet, thời buổi này là mà của một đúng rồi, cái Việt Nam Zalo. Việt Nam hiện giờ đang tiện nghi và một cách dễ sợ anh. Cái thứ gì Yeah, cũng dùng cái phone, không cái phone bây đúng giờ, cái phone bây giờ là hầu như gần như là cái nó gắn liền luôn cái cuộc sống của người dân thành phố mình nè. Đó nghĩa đúng là rồi. cái gì nó cũng nằm trong thành phố anh. À, thậm chí cái chứng minh nhân dân mình cũng không cần phải mang theo trên cái phone luôn, cái phone luôn khi mà cảnh sát. Ghê gớm thiệt, nhưng mà có cái điều đó mà như vậy cũng 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 khá là lo, lo là chỗ này anh. À, có nghĩa Cái là đi mất nó mất tiêu, cái là đi mất tiêu luôn á, cho nên ra cái người đúng nào đây tôi nói rồi, đi ra tiệm sắt kêu nó hàng cái dây xích á, rồi bận giờ rồi. làm như lưng quần. Đồ rác hàng, cái phone bây giờ nó quan trọng quá, tài khoản ngân hàng rồi thẻ Ghê chứng quá, minh ông mình rồi không có đủ bỏ ghê. vô Mình trong đó nguy hiểm lắm à, nguy hiểm tất quá, cả tôi mọi không. thứ gì đó. Tôi đây cái này là vấn đề là an toàn đó, tại Đúng rồi. mình dốt, tại vì mình chậm về về computer đây. Cái gì á mà mình thấy là nó quan trọng á, mà mình cần nghĩ là mình phải cần trong đó trong một thời gian mà lâu, 5 10 năm á, thì làm ơn viết một cuốn sổ bằng giấy bằng tay tay mình viết xuống, không có mất Đúng bao nhiêu rồi. thời giờ đâu, bỏ một cuốn sổ cái gì cũng có. Chứ còn tôi mà cái vụ mà tin tức mà bỏ trong phone tôi rất là sợ, tại mất cái là mất hết, không còn gì hết. Đúng rồi, cho nên ra mình cũng phải cẩn thận cái đó. Nhưng mà thôi, cái Đúng chuyện rồi. đó là
Anh về đi rồi tôi sẽ tuyên bố với anh một những điều bất ngờ không thể tin nổi. Ồ, đã vậy. Không phải bây Ok. giờ mà đó đó mình bây giờ bắt chước những cái giọng điệu giả của mấy cái thằng báo hải ngoại cứ chó gì cũng bất ngờ không thể tin nổi rồi những điều nói chung là cái gì nó cũng ghê gớm, cái gì nó cũng bất ngờ rồi không thể tin nổi rồi nói chung là nó làm những cái cú sốc nó nói toàn là những cái văn phong văn gì rồi quái đản gì đó rồi nó Ok. nói một cái là chào lại mọi người ở dưới nha, tại vì cái phone mình sao nó không có hiện chữ lên ta. Thường thường mỗi bữa nó có hiện lên mà sao không thấy nó hiện lên ta. Thì tôi phải dùng một cái máy laptop kế bên đó cho nên để đọc cái comment của người ta thì chào thượng sĩ nhất, Tôi chào thấy long mấy thủy, thứ nhất ông đang than phiền chào than chào than chào than long thủy, chào phi hùng, thêm thường anh duy nhất chàng. ấy đang than phiền về cái nhà hàng xóm hát karaoke chĩa chĩa loa của bên này, ông bị không ngủ được. Đúng rồi thì bây giờ ở Việt Nam mình cũng có cái luật mới rồi, nó có luật là coi như là sau 10 giờ 9 giờ hơn 10 giờ là bắt buộc là không có được quyền hát để phá làng quá sớm Đúng nữa, những người rồi. nào mà bị vi Muốn phạm cái ngủ đó là vi phạm cái đó là sẽ bị lôi lên phường phạt tiền đó, thành ra giờ cũng giảm chứ. bớt rồi, nhưng mà nó không hát buổi tối khuya, nó không hát vì nó hát ngay cho cái giờ ngủ trưa đùng mới là phải điên đương điên mà mấy cái bữa anh biết mấy cái bữa mà coi trời mà nó nắng nóng á biết không, mà coi như là không chịu nổi ra nhà mà cơ chung chúng mấy đại nó không mà phải ra khỏi nhà là thay bên nhà hàng xóm đùng 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 muốn chạy qua hỏi mày muốn ăn dao không, mày muốn ăn dao không, có nghĩa là nó có một cái gì đó mà cảm thấy nó buồn cười biết thấy không, mẹ nóng như điên vậy đồ mà vẫn còn nó hát tỉnh bơ Tôi cái rồi vấn đề đó là cái chuyện hát hò là tôi rất là hiểu, rất là thích, mà có cái là mình hát nó mình phải to lúc quá là không có nên, đúng vì rồi có nhưng mà hàng nó phải xóm lúc mà nó phải lúc phải tại đúng thời là căn ừ. bản đó là mình làm gì đó là không biết, làm to quá hàng xóm láng giềng người ta buổi trưa người ta có, mỗi người người ta có cái chuyện khác, nhưng mà đó là cái chuyện sau mình Đúng nhắc lại. rồi sẵn đây thì mình cũng có nói lên một cái vấn đề là hôm trước là tôi cũng có nói sơ sơ về cái vấn đề tiếp viên hàng không Việt Nam, anh có nghe cái ra đây mà tôi danh kỳ rồi lâu cách đây cũng mấy tuần mà mình có nói chuyện đó thì mình muốn nói cái điều này là cái luật pháp của Việt Nam mà cái luật an ninh hàng không của Việt Nam mình nó vẫn còn nhẹ tay quá, ý là tôi nói là những chuyến bay nội địa chứ tôi không muốn nói về quốc tế thì không dám rồi, người Việt không dám rồi thì mới xảy ra một cái sự việc của một cái hãng máy bay của Mỹ anh nhớ không, của thằng Delta đó rồi Ok. cái nhỏ này chắc nó chửi rủa gì trên máy bay IHOP là an ninh sân bay đủ lên còng liền tại chỗ lôi ra khỏi xuống máy bay giục mày xuống thùng rác cái ông có lộn xộn nó gắt gao lắm chứ không phải giống như Việt Nam mình rồi tiếp viên còn có giải thích rồi còn ông ơi Việt Nam mình còn hạnh nó còn hạnh khỏe Mỹ thì miễn đi ủa đâu Mỹ rồi họ mạnh nặng tay nặng chân lắm mà. Đừng có nói chi mà cảnh sát ở trong sân bay, đừng nói cảnh sát ở ngoài đường không á, đường không là cũng chết mẹ rồi chào con nhỏ yêu quái của bố con chào hai bố. rồi Ok, chào anh Dương Thùy Mị. Trời ơi, con biết là bố Phượng bây giờ là đang rất là nôn nóng đây. ông than mà ông ngủ không có được kìa Không ngủ đâu, thấy đứt ruột chứ. coi như là con đường đi đến đất nước thương yêu của chúng ta đang kế bên cái bàn tay của bố Phượng rồi, sao mà ngủ được. Mẹ ngủ được đây là mình á, mình ngủ rất là tốt, mà ngày hôm qua là ngủ dậy là có tối ngày hôm qua ngủ được có mấy tiếng thôi, rồi buổi cả ngày hôm nay cũng không ngủ, mà cái giọng điệu này mà mắt 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 như thế này là thức hôm nay thức cả đêm mà không toàn Bố thức cả thế đêm, kinh. bố thức cả đêm, bố thức cả đêm rồi bố lên máy bay rồi bố phải cẩn thận chứ không thôi giống như cái cô gái kia cái bắt đầu á hả, quờ quạng cái là bị hai chàng cảnh sát dẫn Lôi ra cổ ngoài rồi cổ. nói mẹ ra để nói mà cảnh sát á,
thì cảnh sát ở ngoài đường á thì họ dễ hơn là cảnh sát ở trong phi trường. Cảnh sát phi trường là nó người cực kỳ vấn đề cực kỳ an ninh, bởi vì nó là ninh. chỗ đông người anh an ninh. Cái chỗ đông người là như nó phải giải quyết gọn lẹ, chứ không có chuyện mà lây ngay còng tay xuống rồi ai hấp đi vô kia nhốt lại tính sao. Còn Việt Anh Nam Bộ, mình khổ tội, Việt Nam mình tội lắm, mấy cô tiếp viên cũng phải năn nỉ rồi giải thích rồi các cái đủ thứ rồi đã vậy nó đứng lên chữ nó đứng ngay dưới sân bay nó còn chửi đóng đó chứ. Mà bởi vì đó thiệt, người Việt Nam mình, người Việt Nam bố mình thấy không, bố thấy cái cô mà bị bắt không có dám, có dám quay lên mà chửi cảnh sát câu nào đâu bố. Trời ơi, nó giả cho thăm, cái rụng luôn. Tao nói cho con gái nghe nè, răng người Mỹ răng giả nhiều lắm, nó quất phát mấy con lụm răng, mấy con phiền lắm, lụm vô còn không lụm vô phải tốn tiền mà. Mà làm răng ở Mỹ đắt lắm cho nên nó không dám, không biết không? Khổ vậy đó. Còn Việt, Việt Nam mình đó hả, mà khi mà bị bắt lại hả, bắt buộc cảnh sát phải chào mình trước mới ghê chứ. Mới còn ghê. Ở đây ở đây bố thấy không, ở đây nó thổi một cái thôi hả, nhìn nó mà rung như gì chứ ở đó mà bắt nó phải chào mình trước. Buồn cười. Nó vừa lại là mình phải chào nó trước thì có. Việt Nam là xử lý những cái chuyện mà hơi rất buồn cười mà nó ngượng ngạo lắm, nhưng mà nó cũng hay. Mình cũng nghĩ là chắc là lẽ những cái thành phần đó ít số ít thôi con à, chứ thường thường người ta đi máy bay người ta cũng lịch sự lắm, chứ không phải. Nhưng có một số người cứ tự cho những đất nước mình là mà ít người để ý mà chẳng bao giờ ra nước ngoài thấy người ta không, thấy người ta không bệ đâu, có biết con mẹ gì đâu. Cái dùng cái chê bai đất nước mà mặc dù là đang ở trên thảm nhung ở Việt Nam, những người dân hiện giờ mà đi vận chuyển nội địa, tất cả bây giờ đi Đà Lạt cũng có máy bay luôn nha anh, đi Ba Mi Thuột nói chung là đi các tỉnh cũng đều có máy bay hết trơn, trọi đi xuống Kiên Giang cũng đều máy bay được, đi Phú Quốc cũng đi máy bay, nói chung là bây giờ rất là nó rất là thuận tiện trên vấn đề coi như là vận chuyển bằng hàng không thì rất là vậy. Nhưng mà cái mình chỉ tội nghiệp là cái chỗ là cái người dân mình không biết thương những người mà nói một cách tiêu thương thì không có đúng, nhưng mà cái điều là không hiểu đúng về cái vấn đề luật hàng không, luật đi lại. Có nhiều người buồn cười lắm, rồi quấn tiếp viên chứ mới là ghê, quấn rồi đá song phi mới là ghê. Trời ơi, thiệt là nó quải luôn, tôi nghe thấy tôi muốn lắc đầu luôn. Rồi tự động vô trong phi trường, anh thấy vô trong phi trường quốc tế, phi trường lớn không, đông người cả mấy ngàn người mà im phăng phắc, mạnh ai lui cua, nói phải che miệng này. Nói phải che miệng nhỏ 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 cho người đuổi người thân mình nghe, chứ không có gì đứng. Còn không đâu, ở Việt Nam mình là nó nói như tha hồ là muốn nghe chợ vậy, nó muốn nói sao nó chửi vậy. Để nói nghe nè, người Mỹ họ đi máy bay là vào phi trường, đi máy bay là lâu lắm rồi. Hồi bắt đầu bay là nó mở phi trường đó là 1900 mấy và mấy gì đó là bắt đầu nó mở phi trường chở người ta đi rồi. Thì thực ra mỗi cái dịch vụ nó có cái văn hóa của người ta. Thì đúng rồi, họ đi máy bay nhiều. Thôi, họ đi trước, đúng rồi, họ đi trước rồi, văn hóa thì máy bay đi mình trước. Mình mới đi được, tôi nghĩ là mình ở đây mình mới đi được khoảng chừng 20 năm đến 25 năm, 20 năm nay thôi, chứ trước cái mình đó, đi được. Cái đó thì tôi hiểu, nhưng mà có điều mình cũng không trách họ đâu, nhưng có điều mình chỉ khuyên là có một cái gì đó thì mình nên từ tốn nói chuyện, giải thích cho một cái gì đó, hoặc là nếu không mà thắc rắc mắc thì lên những cái người mà coi như là sếp lớn để người ta giải thích cho mình, chứ không nên có những cái cử chỉ lỗ mãng. Mình thấy rất là có người là hạch sách hải quan mới lại ghê, và mấy cái cô trong mà để ví dụ là làm giấy tờ hoặc là trao đổi chuyến bay, chuyến bay ví dụ như nó bị delay, nó bị trễ hẹn rồi mà đứng ngoài này nó chửi giống như là nó chửi với ngoài hàng tôi một cái vậy đó. Em nói là không có chỗ nào mà dễ làm người ta nổi nóng là trong cái phi trường. Cảnh đông quá rồi phải đợi chờ rồi trễ cái này trễ cái kia, luật lệ thì ở đó, nhưng mà tại vì mình đây là lần đầu tiên mình phải đối diện với cái chuyện đó, thành thử ra mình nhiều khi mình cứ xử nó không đúng đắn, từ từ anh biết ở một đời này đời kia nữa. Ok, thật ra ở bên này hai bố nhớ không, ở bên này mỗi lần mà bị delay á là mình cũng phải á hả điềm đạm mà hỏi hỏi họ là chuyến bay kế tiếp của tao là như thế nào, chứ mình đâu có dám ra mình hạch không không mình giống như kiểu như thuần phục á, không ai dám lại về dân cả. Và cái tráng còn đợi, anh biết ngày nào tôi đi tôi quên mất rồi, qua phi trường lốt mà đợi đâu đi đâu mà đợi ra 8 tiếng đồng hồ, đợi 8 tiếng để chữ ghi cái định nó chữ delay là đưa bà là già già giống như dạ thưa ông con biết rồi, ngủ giờ lộ má
rồi không có dám. Con đứng lên đi, con đứng lên chữ đi, nó quất cho một phát rồi mà răng cỏ không còn cái rồi, khổ vậy. Mà người dân Việt Nam mình là đang sống trên thiên, nói một cách khác là đang sống ở trong một cái đất nước rất là thanh bình và rất là tự do, mà đang không hiểu được điều đó, cứ tưởng là chắc là có nhiều thằng ăn ngon, một người ở trong nước mà nó trời ở bên nước Mỹ hay là tụi nó nghe nghe tao nghe tụi nó nói bên nước Mỹ sướng lắm, chửi tổng thống cũng được nữa, đồ chửi Bush buồn buồn không có chuyện trận quá quá Bush vô chửi không sao, đồ con đi làm đi làm đi, đồ đồ á nó quýnh nó phù bỏ trời đó, cảnh sát tao tức cười này á hả, khủng khiếp. Cảnh sát bên này mà mình mà gặp nó hả mà run như cày sấy. Bởi vậy con mới nói là mấy cha nội bên này á là dạng mà không nhà dạy chợ. Đúng rồi. Đi về Việt Nam á, đi về Việt Nam cứ hạch sách từng cái cử chỉ một của cán bộ Việt Nam, rồi hạch sách từng cử chỉ một của luật lệ Việt Nam. Nhưng mà ở bên này á hả, khi mà cảnh sát stop á hả là ngồi hả bỏ tay lên hai cái vô lăng, không dám làm gì hả. Hoặc là đang đi ngoài đường mà vô tình phạm luật cái gì đi mà cảnh sát lại một cái thôi, con nói thiệt chứ bố hả, rung như cày sấy chứ ở đó mà bị tao thấy tao thấy mày này. Thấy em chứ tao thấy hai cái chữ rung 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 á chứ còn gì nữa. Đúng rồi, gì nữa lúc đó là cái mặt xanh như tàu lá luôn á. À, có một cái này nè để là chứng thực là cái đó là có một thằng kêu tên là Khoa Bớt gì đó. À, thì nó qua bên nước Mỹ mấy năm gì trước, là 2-3 năm về trước, thì nó có đi ăn tiệc hay gì đó thì người ta chở đi, rồi xong cái nửa đêm cái nó 11-12 giờ nó lái xe xuyên bang chạy quá tốc độ, cái bị cảnh sát hú trích lại đưa nó đằng bàn, xong cái nó trong đó nó có live stream, nó có ghi lại mà nó nói ở bên này mấy ông nội ở đây không có cái vụ mà hỏi chuyên đề đâu, tại sao mày bắt tao nha, đồ nó quýnh phụ nó bắn thấy mẹ luôn đó. Có cái thằng Khoa Bích làm chứng luôn đó, rõ ràng đó nó có một clip đó luôn đó, không biết không tin mọi người với chuyện đàn, không biết có ai coi cái được đó chưa, coi cái được buồn cười lắm kìa. Nói như vậy để hiểu rằng ta đã từng nói hoài ở các nước ngoài, các nước châu Âu kể cả Mỹ cũng vậy, khi người ta bận đùa sắc phục cảnh sát là anh phải hiểu rằng họ là đại diện cho luật pháp nước nhà, anh không có quyền lỗ mãn. Và giống như bên khác Mỹ, nó chỉ có hỏi anh chỉ trả lời, mà không hỏi là không trả lời, không có chuyện mà dơ mà tay lên rồi chu cho chuyên đề mày đâu mày cái hỏng biển đi, không ghi giấy phạt, mày không phục kệ bà mày, mày đi vô đi ok ra tòa án, còn không nữa mày không được ra tòa. Không có cái chuyện mà ngồi tại sao mày không chào tao thì cái trời ơi miễn đi, tại sao không có chuyên đề bắt tao lý do gì thì miễn đi, mày nghĩ cái đầu mày mấy cái lỗ thì nó xỏ mày mấy cái lỗ vậy thôi, mình đâu y chang vậy đó. Đừng nghĩ mình lại rồi con hỏi bố này, giống như nó kêu tụi nó nói là cái gì Việt Nam không có tự do ngôn luận, vậy thì cái thằng mà phản động Tùng Lê đó, bố nhớ không, Tùng Lê với con Thu hai vợ chồng đó tụi hai đứa mà Việt Kiều bị đó, bố thấy ông lên trên mạng á, những năm về trước lên trên mạng mở livestream và bây giờ cũng có nữa chứ. Được. lên chửi cộng sản, chửi Việt Nam, chửi đủ thứ chửi luôn. Rồi nó về tới Việt Nam đó, rồi Việt Nam cũng đâu có cấm nó nhập cảnh cái gì đâu bố. Nói chung là tự do mà. Người ta muốn cho nó được thể hiện cái sự tự do ngôn luận của nó như thế nào, đúng không? Chứ nó là cảnh sát Việt Nam á và chính phủ Việt Nam người ta quá quá là nhân nhượng cho những người mà hả xa quê hương xứ sở đi. Và những người đó lợi dụng cái sự tự do ngôn luận của nước họ quá chớn, rồi khi mà về tới Việt Nam mình rồi đó, có thấy không? Đó quay lên trên cái clip á, thấy nó ngoay như cuốn luôn. À, nói như vậy thì được Việt Nam mình thì được cái là nhà nước Việt Nam về luật pháp về Việt Nam mình cũng có một cái sự gọi là khoan hồng, hoặc là cái sự gọi như là dễ dãi cho những người kiều bào. Nhưng mà ở đây thì mình không cần nói về luật pháp nhà nước, thì người ta đã cho về tự nhiên người ta thấy rồi. Nhưng mà nó có cái điều này, cái là ở đây không cần phải nhà nước ra tay, có nghĩa là người dân họ bất bình, đây là toàn là người dân không à, chứ đâu có mẹ gì đâu. Có nghĩa là người dân họ bất bình, họ quạnh hẹ là họ sẽ làm đó, có nhiều khi họ đánh nó, họ làm những chuyện khác mình thì bố lớn rồi, bố không làm mấy cái chuyện rùi bu vậy, để nhà nước xử lý thôi. Còn cái chuyện là những người nằm bà họ chỉnh không được, bởi vì chứ có những thằng mình gọi thường là gì mà con nít ranh mà mất dạy á, nó thẳng là như vậy, con nít ranh mà biết mất dạy á, họ ở nước ngoài họ
chửi rủa Việt Nam mình họ không hiểu được. Nhưng mà bố biết là tại sao mà người dân á họ bất bình không? Là tại vì á họ thấy những người này nói xuyên tạc và sai sự thật. Chứ nếu như À. mà những gì mà những cái người đó nói đi mà người dân thấy đúng á thì người dân họ cũng đã ủng hộ theo tụi nó rồi. Nhưng mà người ta đứng trên một cái đất nước yên bình mà người ta thấy sai cho nên người ta mới bất bình. Ở đây bố từng nói với tụi nó rồi, có nghĩa là cái chuyện này ở Việt Nam đối đáp hoặc là tự do ngôn luận là cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà anh nói cái gì anh phải có dẫn chứng, anh phải nói đúng, có nghĩa về ai đây bố bà con hay là bất cứ ai vậy cũng không ai bao giờ trách hoặc là quyền không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà thí dụ như là sai trái của một số bộ phận hoặc là những cái nhà của làm luật ở Việt Nam mình. Nhưng mà ai làm gì phải có dẫn chứng phải cụ thể, chẳng hạn như là ông này làm cái gì sai, ông kia làm gì sai, chứ không có quơ vào xong rồi bắt đầu chửi bới chửi thậm tệ. Nhiều khi nó chửi phong long mà nó hỏi ra nó không biết mẹ gì cả, hỏi bây giờ mày cho tôi biết ông đó bị sai cái gì, phạt ở đâu hoặc làm cái chuyện gì sai, mày đưa dẫn chứng đi, dễ lắm. Tụi tao là người dân thôi, hoặc là anh Phượng, bất cứ ai trong gia đình mà mới là người dân, không có đâu có giải quyết được cái gì đâu. Mày mắc mớ mày rất ư là thí dụ như mà bất bình ở ở ở công an phạm luật này thì mới lên công an, mày mắc mớ gì ở ở ở nhà đất thì mày lên sở nhà đất đó, rõ ràng vậy đó, đâu có cấn mắc mớ gì. Mình tất cả mọi người dân đâu có giải quyết được cái gì đâu, đừng lên, đừng bao giờ lên trên những cộng đồng mạng này mà than vãn. Trời ơi, mày có tay có chân, mày có hồ sơ, mày có giấy tờ, mày làm đơn mày kiện, trời ơi mắc mớ gì không, chửi bậy chửi bạ. Mà cái điều mà rất là xấu hổ nhất mà mình thấy tởm lợm nhất là lôi những người mất, mà những người mà mình phải nói một câu như mà cả nước Việt Nam đang tôn thờ là Bác Hồ nhà ta, mà nó lôi ra nó chửi tỉnh bơ vậy, mấy thằng đó là súc vật. Nó thẳng ra người dân là gặp nó là đánh thôi, là cái chuyện đó là phản ứng tức thời và của người dân mình. Đây là không ủng hộ vấn đề coi như tay chân nha, nhưng mà mình ủng hộ những người dân như vậy bởi họ xúc phạm về coi như là lãnh tụ lính tụ của đất đất nước mình, nó vậy đó. Thì cái chuyện đó là phải rồi, Đúng chuyện đó bình thường thôi. rồi, thì giống như tụi nó bên này tụi nó nói là tụi nó có quyền chỉ trích tổng thống, có quyền chửi tổng thống. Ủa, nó chửi bằng tiếng Việt mà ngon đứng ngay chỗ Đứng đi, nó mà mà tiếng Anh nó cái chửi gì đâu đi quốc rồi hội thấy. đó, dớt vài câu tiếng Anh đi con nó, thì chưa 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 qua khỏi cái bậc thang của hàng rào thôi là đã hả, là leo leo cho nó leo lên trên xe của cảnh sát ngồi rồi. Chứ ở đó mà Toàn là dân, nó tự bởi từ do xưa giờ ngôn luận. những cái diễn đàn và hoặc là những cái mà những cái báo đài của người Việt, người Mỹ nói tiếng Việt nói cho nó chính xác, hòa toàn 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 là cái thứ tào lao không à, từ lớn tiếng nhỏ, tôi nói thẳng vậy. Và chắc là sắp sửa tới là tôi với anh có một cái like để tôi coi, tôi để coi là họ nói thao thao bất tuyệt và họ không chịu trách nhiệm với lời nói của họ, có nghĩa là họ nói xong rồi không phải phải không đúng thì đúng, là thôi trôi qua luôn cho họ không chịu trách nhiệm, có nghĩa là nói giống kiểu như đứa con nít nói vậy đó, có nghĩa là gì những điều không thể ngờ xảy ra tại Việt Nam xử gì tao mệt quá rồi sau rồi không thể Ủa tin nổi mà đó, bây giờ mệt. con hỏi bố là nó kêu là không không thể ngờ xảy ra ở Việt Nam, không thể tin nổi, mà tại sao nó vác cái mặt của nó về tới Việt Nam tới 3 4 lần rồi, nó cảm nó thấy nếu như nó cảm thấy Khổ nước lắm. Việt Nam không có một cái sự tự do, không có tự do ngôn luận, không có nhân quyền, rồi thức ăn Việt Nam á thì nhiễm độc, hay là nó kêu Việt Nam nghèo. Nhưng mà tại sao năm ngoái nó cũng về và năm nay nó cũng về? Cái bọn mà hả vô liêm sỉ không? Đúng không? Đúng rồi. Đã nói xấu đất nước Việt Nam và chê bai đất nước Việt Nam nghèo rồi, Thức dơ giấy thức này thức nọ. ăn nhiễm độc À, rồi mà nó ngồi, mà nó ngồi nó ăn như là vậy mà cũng vác cái mặt về xong xuôi rồi ngồi ăn rồi đi chơi. Rồi hả bắt đầu là bỏ lên bê xấu Việt Nam. Bố thấy không, ở bên này á con nó thật, giờ con là phụ nữ nhiều khi con nói những cái vấn đề mà nó xã hội, một cái góc đen tối của xã hội Mỹ thì nó cũng không nên, nhưng mà nó thực tế là nó có xảy ra. Như ví dụ như ở bên tiểu bang Texas nó có một cái khu đó là dành cho những người mà đi những người làm cái nghề kia đó, bố phụ nữ làm cái nghề kia đó đó, thì hả rồi những người đàn ông đi đến đó tìm rồi cũng có đầy đủ hết rồi, xong xuôi tại sao tụi nó không phản ánh lên cái bộ mặt xã hội của Mỹ như vậy đó,
mà nó về tới Việt Nam thông thường nó đi chơi rồi nó quay lên rồi nó bỏ lên nó bêu rếu, mà trong khi những người người ta là người ta người dân người chân rất là bình thường chân chân chất mà nó bỏ lên như vậy có phải là nó hại cuộc đời của người ta luôn không? Bây giờ cái bọn này con nói bố hả, là cái từ vô liêm sỉ dành cho tụi nó vừa vừa thêm gọi thêm là thêm thêm mày thêm chữ đại trước đó. Đại vô liêm sỉ, vô liêm sỉ không đó. nó chưa có lớn, chữ đại là lớn hơn nữa đó. Nó có cái này nè anh Phượng Mình nghĩ à, là để tôi nói cái này sau, tôi mới đọc báo ngày hôm qua này, ở trên hình như là ở đâu tôi quên mẹ mất rồi, thì ở cái California ở Bắc hay là Nam gì đó có một cái ông tin bảo, cái ông đó là đại diện coi như là ban tổ chức của một cái hội hoa đăng của Việt Nam mình sắp sửa xảy ra ok. tại California ông không? Thì ông đó là một người bình thường thôi, tổ chức thì ông đi về Việt Nam, ông đi về Việt Nam cái ông đi làm đó là Việt Nam, đi chuyện cá nhân của ông, chuyện gia đình của ông thôi, ông kệ ao kệ ông, tự nhiên ở bển rồi bà y xèo lên đùa, coi như là gì ta phản đối vô duyên, rồi người ta đi về đất nước người ta rồi phản đối. Tao thấy nhiều cái chuyện nó buồn cười. Bây giờ không biết chừng ông đi về, ông chút xíu nữa ông đi về, ngày mai mốt có biểu tình trước nhà ông, ráng mà để cái đầu rồi. Đừng có chuyện biểu tình nữa nha, ghê gớm đâu. Đó, có nhiều chuyện mình cảm thấy mình nó buồn cười. Ngày mai Thì tưởng làm gì cả. Diego Có trốn mà xuống ở dưới tàu trốn, ông dẫn tôi đi về cái tàu chiến hạm mà rồi xuống cái trốn thời chắc ăn. để nói nghe nè, cái chuyện biểu tình á, hồi đó tôi ở dưới này mình có hai cái văn phòng, một cái văn phòng ở dưới đào thao, một văn phòng ở dưới cái chỗ gần chỗ đường Nga có hôn, cơ hội mà lục đục quá, cơ hội mà anh em lộn xộn, tôi nói là tất cả mọi người biết tôi làm việc ở đâu, số điện thoại tôi là bao nhiêu, muốn cái gì thì đến văn phòng mình. Căn bản là anh em mình tội nghiệp lắm anh. Đấy, chẳng hạn đó anh nói về cái chuyện mà cái hoa đăng là ông Thọ, thì mình có nghe anh ông Giang ông nói chuyện thì mình mới biết là ông này là ông Bùi Mạnh Cường, ông này là rất Ông Bùi Mạnh Cường. ông Bùi Mạnh Cường, mà tôi mà thế này là rồi người ta nói thì là tại sao có những cái trung tâm to hơn, nhiều chỗ đậu xe hơn mà không làm, mà làm không tỏ nó, cái trung tâm nào muốn làm như thì cứ làm, mà tại sao người ta làm đây nó cái trung tâm của người ta muốn làm thì ta làm chứ, đây, Khổ lắm mà nó có nhiều tội chuyện nghiệp mà đấy nó vô duyên, nó em, kỳ tội nghiệp cục. đấy, không mà tội nghiệp lắm anh. Tôi nghĩ thế này nè, mình cũng thấy là tất cả mọi người đều là bằng hữu anh em mình, hàng xóm láng giềng mình không chứ ai, nhưng mà mình chỉ nghĩ là tại tại vì đây là lần đầu tiên người Việt Nam mình rời bỏ cái xứ sở của mình đi ra ngoài, thì mình làm việc để mình sinh sống, mình di cư thật đó, tức là từ năm 1975 đến giờ là mình có một số lượng người đi ra ngoài ở rất mọi phương mọi hướng, mà ở rất là nhiều chỗ nhiều nơi, nhưng chỉ có một cái là đây là lần đầu tiên, thì khi lần đầu tiên đó là người ta phạm những cái, nếu mà làm tốt thì không có gì, nhưng mà đến khi mà người ta phạm lỗi thì là phạm lỗi nhìn nhiều có lỗi rất là căn bản, rất là nặng anh. Chẳng hạn như là đấy, chẳng hạn như cái người mình nói chuyện đi, như người Trung Hoa đi, họ đi di cư là mấy trăm năm nay rồi, thành thử ra khi họ đến một cái vùng đất nào đó thì là họ sinh hoạt với nhau lâu rồi, thành thử ra rồi nó đầm thắm, nó đâu ra đó có người có câu chuyện này chuyện kia, ngay ngay cái cộng đồng Phi Lợi Tân cũng vậy, tức là tại họ họ qua bên Mỹ, họ họ nhập cư lâu rồi, họ di cư lâu lắm rồi, thành thử ra cái cộng đồng của họ họ biết sinh hoạt với nhau. Còn cái cộng đồng Việt Nam mình thì quá thật đó, bây giờ mình ở đất Mỹ này thì mình nói đất Mỹ thôi chứ mình cũng không dám nói đất nào cả, thì quá thật đó là cái người Việt Nam mình đến đây là tại lần đầu tiên mà đâu có biết cái gì, đâu có biết ăn ở ăn sao, mà có những người họ cố gắng thì họ đi ra ngoài họ làm việc với người Mỹ thì họ hiểu cái phong tục của họ, của người Mỹ, của cái xứ sở này, nhưng mà thường thường mình thì mình rất là lười biếng, mà căn bản là tại vì là những cái người qua đầu căn bản là cái dòng họ dòng Hoàng Cơ Minh, họ có họ 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 khởi đầu một cái chuyện rất là mang một cái lòng dạ rất là kỳ cục, bao giờ cũng muốn lật đổ, muốn xây
xây dựng cái quyền lực chính trị ở Việt Nam, thì họ sẽ xây dựng quyền lực chính trị ở Việt Nam. Gia đình ông Hoàng Cơ Minh là đảo tránh ông Ngô Đình Diệm năm 1960, ông Hoàng cái gì đó, Hoàng Cơ Thụy, ăn đâu Hoàng Cơ Minh qua đây cũng có dòng máu xây dựng cái thế lực chính trị mà rồi mình làm rất nhiều điều rất là đáng tiếc. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà đến cái này hơi một tí ấy, có cái lá cờ vàng đó là tôi nói, thế nào cũng có cái biểu tình chửi bới tội nghiệp hết. Nói chung là như vậy, là ở trên đất Mỹ thì tất cả nhiều chủng tộc, trong đó có Cuba, có Lào, có Mông, có đủ, Hàn Quốc, đủ có người. Đủ loại người mà đủ không có một cái giống dân nào giống không dân không có Việt một cả. Cái thằng cha nào nó như là cái cộng đồng Việt đó, Việt kiều cái đó điều đó mình muốn nói ra vậy đó. Là ở Mỹ có nghĩa là người ta di cư, người ta nhập cư ở Mỹ, nhưng mà người ta luôn luôn mà đoàn kết với nhau, mà họ không bao giờ mà họ nói xấu đất nước của họ, nhưng mà chỉ trừ có cộng đồng người Việt Nam mình tại Mỹ, đặc biệt kỳ lạ là trừ người cộng đồng người Việt Nam mình tại Mỹ mà hai bố thấy cái điều này nè. Giống như là họ thấy ở Việt Nam mình chỉ còn là xảy ra một cái vấn đề gọi là tiêu cực của xã hội nhỏ thôi, bắt đầu là họ mừng lắm, họ đem nó ra họ mổ xẻ, mà từ một cái nhỏ họ sẽ đưa lên khuếch tán lên thành một cái lớn, và họ đổ lỗi cho chính quyền, họ đổ lỗi cho xã đúng hội rồi. Họ nói là cái gì một cái gì sống trong một đất nước có một cái nền giáo dục như vậy cho nên là sản sinh những con người như vậy. Vậy thì những cái tiêu cực nhỏ lớn ở bên Mỹ và sống trong một cái xã hội văn minh mà bao gồm những cái thành phần gọi là tệ nạn xã hội quá nhiều ở bên Mỹ như vậy thì sẽ nói như thế nào đây? Có nghĩa là ở bên này cũng sống trong một cái xã hội như vậy, cái nền giáo dục như vậy cho nên là có sản sinh ra những cái thành phần giống như vậy nữa hay sao? Đúng không? Là mấy người đó nói Việt Nam mình nhưng mà họ quên nhìn lại nơi họ đang sống. Nơi họ đang sống có quá nhiều cái tiêu cực. Đó, bố thấy không, ống chích á thì khắp nơi, con đậu xe vô cái parking con cũng thấy mấy cái ống chích đó. Rồi á hả, vô gia cư thì bây giờ á họ coi như họ vô trong những cái shopping center họ ngủ ngay ngủ tại luôn. Trước cái cửa shop của người ta luôn. Rồi họ ngủ trước cửa chợ luôn. Coi như là một cái khu chợ thôi là nhìn bốn năm góc á là đã có những người mà vô gia cư người ta ngủ rồi. Nhưng mà cái đó là cái hoàn cảnh nghèo của họ, mình không phải là mình châm biếm họ, nhưng mà ý mình nói là những người bên này họ nói là một đất nước nền giáo dục như vậy thì sản sinh những con người giống như vậy. Vậy thì một đất nước cường quốc của thế giới, cái nền giáo dục văn minh nhất thế giới, tại sao sản sinh quá nhiều cái điều tiêu cực như vậy đó? Mà tiêu cực khủng khiếp đó, chứ không phải là bình thường đâu đó. À, không có cái thứ gì mà nước Mỹ không đứng nhất cả, nhất thế giới mà, trời ơi khổ. Rồi họ đưa ra những cái vấn đề những người mà vi phạm pháp luật ở Việt Nam và gọi là trọng tội trọng án luôn đó. Rồi tội mà những người mà giống như những người mà trước đây làm nghề giáo viên rồi sau đó thì có cái sự tiêu cực suy nghĩ trong đầu, và thế là họ nhà vô họ lôi kéo những người đó để mà chống phá đất nước, chống đòi lật đổ chính quyền này nọ, thì đương nhiên những người đó phải chịu thụ án rồi. Rồi họ lại nói là những người đó là những người yêu nước. Nếu như bạn yêu nước, đồng nghĩa là bạn, ví dụ như bạn yêu cha yêu mẹ của bạn, bạn có hiếu với cha mẹ của bạn, bạn sẽ không bao giờ làm cái gì tổn thương đến cha mẹ của bạn cả, và bạn sẽ không bao giờ làm bất cứ kỳ cái gì để đập đổ một cái thứ gì trong gia đình của bạn cả, dù là một vật thể nhỏ đó. Thì y chang vậy, bạn yêu nước thì bạn sẽ không bao giờ mà bôi nhọ đất nước, và bạn cũng không bao giờ mà có thể đem những cái điều tiêu cực nhỏ mà khuếch tán thành lớn để làm cho xáo trộn xã hội như vậy cả. Thì những cái thành phần mà bất hiếu bất để như vậy thì họ không thể nào mà tồn tại trong một gia đình được. Đó. Nói gì con vậy thì nó trở thành con người rồi. Hiểu không?
Cho nên là những người đó nói là mấy người mà đang bị bắt là yêu nước. Yêu nước thì không thể nào có những cái hành động mà làm sai trái như vậy, làm cho tổn hại tới quốc gia, làm cho xáo trộn cái xã hội. Đúng không? Yêu nước không có ai làm cái điều đó cả. Nếu như bạn yêu nước, bạn phải làm những cái điều gì đó tích cực hơn. Và bạn á, xây dựng cái kinh tế của mình. Và bạn khuyên những người dân, à chúng ta là dân, chúng ta nên thực hiện tốt những cái điều mà Bộ luật hình sự đưa ra, rồi pháp luật của Việt Nam đưa ra. Chúng ta là người dân, chúng ta đi về giao thông thì chúng ta phải đi đúng theo cái điều chỉ dẫn của luật giao thông đưa ra. Thì mình phải khuyên người dân như vậy để mà chung tay góp góp cái phần xây dựng đất nước, chứ không phải là xúi người dân quá là phải vi phạm pháp luật, là phải rồi phải hỏi hạch hạch sách từng từng cán bộ như vậy, rồi quay lên rồi quăng lên như vậy. Cái đó là hành động của những người mà đập phá, chứ không phải là hành động của những người yêu nước. Mấy người này mà không hiểu nó ai nó cũng bỏ yêu nước. nó một cách nói cho một cách khác dễ hiểu, nó có biết gì đâu mà yêu nước với y non, khổ quá, toàn là ba đám con nít ranh không à, lý luận Thì thì không bởi có vậy bởi vậy mà. tụi nó là hô hào lên là những người vi phạm pháp luật là Việt Nam như vậy á, bây giờ đang thụ án là những người đó là những người yêu nước. Yêu nước thì không thể nào mà đập phá cái kiểu như vậy được, cho nên là mấy người hiểu sai hai cái từ yêu nước rồi, đúng không bố Tụi nó Phượng? ngu, tụi nó ngu mà con, cho cha giải thích chi nó mệt quá, mày hao sức tốn tiếng quá. Tụi nó bây giờ nó yêu cầu là phải thả những người bị tù bị đại, rồi ok tao thả để tao lên lên mắt 81 á, rồi tao thả xuống. Tôi nói nghe nè, nói nghe nè, bên Mỹ đây đừng nói bên Mỹ, nó bự quá. Thành phố tôi nè, bây giờ hiện tại là mỗi ngày họ bắt còn tôi nghĩ là trên dưới 100 người, tôi nghĩ nhỉ. Chuyện tức là nhà tù nước Mỹ, chuyện người Mỹ bị bắt ở đây nè, tôi thấy đâu có ông nào dám nói câu nào đâu. Và khổ Người lắm. Mỹ là người Việt kiều, đất Mỹ đây nè, giờ tôi nói những người Việt kiều mới như cơ quan cái này tranh đấu này tranh đấu kia, chưa có một thằng cha nào dám nói bất cứ một cái điều mẹ gì về một bất cứ một cái thằng tù nào của đất Mỹ cả, kể cả thằng ăn trộm ăn cướp, kể cả thằng buôn lậu buôn lậu, chưa thấy ai nói dám nói cái điều gì cả. Thế mà cái chuyện ở Việt Nam tù nào bị bắt là biết hết, là chiến sĩ của nhân quyền. Má mình Má khùng thật đó cha. không Để nói nghe không nè, mình ở đất Mỹ, mình chỉ nói đất Mỹ thôi, mình nhìn anh em mình người Việt kiều mình nó tản tản tác ra, nó chia rẽ ra, nó đánh nhau, cứ mở miệng ra là cãi nhau đánh nhau, không ai nói chuyện được với ai cả. Là anh biết đây, rồi so sánh với những cái cộng đồng khác thì anh biết là có cái sự khác biệt rất là căn bản đấy. Những cộng đồng khác họ đến đây á, họ xây dựng cuộc đời của họ, họ có chung thì họ vẫn có chung cái lá cờ. Ngay cả cái người Cuba đó, cái này họ, khi mà họ nói về Cuba thì họ vẫn nói về có cái lá cờ. Và tất cả những quốc gia khác, những cái dân tộc khác mà đến đất Mỹ này thì tất cả mọi người đều như vậy, ngoại trừ ông Việt kiểu ông Việt Nam. Cái lần cuối cùng á mà cái lá cờ vàng ba sắc đỏ mà nó còn có cái giá trị mẹ gì đó là đến khi 30 tháng 4 năm 1995, sau đó là nó không có cái giá trị quỹ gì cả. Nhưng mà tại vì thế này này, khởi đầu thì những người đến đây đầu tiên, rồi sau đó rồi mấy lý do này lý do kia, mỗi lần mình quần tụ lại với nhau á, mình tụ họp với nhau là mình là lôi cái lá cờ vàng ra. Mà anh là người anh nhìn anh ở đây anh nhìn cái lá cờ vàng là anh chỉ biết là lúc đó là lúc chiến tranh, lúc đánh nhau, lúc gặp nhau là bóp cổ đánh nhau, là bắn vào nhau. Tại vì cái lá cờ vàng nó là cái nó thể hiện cái thời gian đó, sau đó nó đâu còn nghĩa gì nữa đâu. nhưng mà Kể cả nó Việt cái Nam, đó cả ở trên đất Mỹ này mấy ông bịa ra thì thế này này, ngày nào á mà người Việt kiều của mình ở những nơi nào đó, chẳng hạn như là ở bên Mỹ, chẳng hạn như là ở bên Úc Đại Lợi, mà còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng, thì ngày đó có những người đó họ chỉ có thể, nếu mà có nói là nói một cái lời dè biểu, mà nếu mà có nghĩ về Việt Nam thì chỉ nghĩ bằng cái hành động thô bỉ.
Và nếu mà có làm một cái hành động gì cho Việt Nam thì làm hành động rất là tệ bạc, mình chỉ biết nói vậy thôi. Cá cờ nó một cái linh hồn của nó chỉ có như vậy thôi. Tức là chia mà thứ nhất là cũng như dạ con đã chia sẻ là một người Mỹ họ thấy cái lá cờ vàng ba sọc rồi họ thấy cái người mà mấy người mà chống cộng mới vô trong tường của những người Mỹ để mà comment á, thì họ đã từng phát biểu một câu á mà những người chống cộng đến bây giờ hả vẫn không ngu đến mức độ mà họ không biết nhục luôn vậy đó. Người Mỹ đã từng nói là Bill Clinton nói những người thông minh gồm luôn cả người Mỹ họ biết được là những người lính Việt Nam Cộng hòa ngày xưa và bây giờ các anh được sống tại Mỹ, các anh đã từng phản bội tổ quốc của các anh thì chúng tôi không lý nào lại tin tưởng các anh sẽ không phản bội lại tổ quốc của chúng tôi. Và chúng tôi cho các anh ở đây không phải với tư cách là một đồng minh, mà chúng tôi cho các anh ở đây giống như những cái con rối để chúng tôi dắt mũi. Và họ còn nói thêm một chi tiết nữa, đó là người Cộng sản đã chiến đấu cho tổ quốc của họ và ngày hôm nay họ sống và họ hy sinh cho tổ quốc của họ thì hà cớ gì chúng tôi không tin tưởng họ được. Đó, người Mỹ đã có một câu như tát vô mõm những người đó như vậy rồi mà những người đó vẫn còn không biết nhục là gì. Cứ mỗi lần mà thấy nguyên thủ quốc gia Việt Nam mình qua bên này cái là cứ cầm cờ quơ tới quơ lui là người Mỹ họ nhìn họ coi nó... Nó có cái này bổ sung chút xíu là bởi vì nếu mà chúng ta bố thì có rõ ràng nói rất là lâu rồi, cái gì còn thì còn, cái gì mất thì mất. Nhưng mà ngược lại, ở đây cái lá cờ vàng mình đã coi như nó không còn hiện diện nữa, nhưng mà nó bị thêm dài ba cái nữa. Có nghĩa là con nhớ ngày 6 tháng 1 của xông vào nhà tòa nhà quốc hội của Mỹ thì cũng bị cái đâu đó. Và cái sự mà người ta liệt kê cái lá cờ đó là lá cờ của khủng bố mà tại nước Mỹ và sách báo đã đưa ra rồi đó, hai ba cái vậy. Có nghĩa là họ bị dẫm đi dẫm lại và họ làm tan quan nước Mỹ cũng vì cái lá cờ đó họ liệt kê vào. Vậy mà họ lại không biết nghĩ, họ không biết nhục mà họ vẫn cứ đem cái lá cờ ra, vẫn cứ đem ra ngồi. Và nó có một cái này vui là tất cả những cái báo đài ở nước ngoài ta không hiểu nó học hành ở đâu, ta không hiểu, nhưng mà cứ tự xưng nào là tiến sĩ, nào là nhà học giả, rồi giáo sư tiến sĩ, rồi giàu cao, rồi tôi nói chung là còn sĩ mà ngộ bảo học bằng ngày nào đâu sĩ. Trời ơi, vậy mà cứ tự phong ra sĩ, rồi ta nghe ta ớt lạnh sống. Tao cũng đặt tên là tao là tiến sĩ không gian sao quả nghe, đó thì khổ. Ai muốn xưng sao xưng, nghe cộm cán lắm, nghe trời ơi toàn nghe đem muốn xỉu luôn. Trời ơi toàn nào vua nào bố chúa. Bố nó nhớ là một người là tiến sĩ thì người ta sẽ làm trong những cái công ty đó, trong những cái văn phòng, chứ không phải một người tiến sĩ là đi lên làm YouTuber. Trời ơi khổ quá. Một người tiến sĩ là đi ngồi tại nhà hả, với cái không gian là nhìn thấy là bức tường màu trắng ở sau không à. Đó. Toàn là học giả với lại tiến sĩ mà mày quên nói cái chữ tiến sĩ không, mà còn hai chữ nữa sao chưa nói hết là tiến sĩ tào lao. Tào lao đủ chứ còn tiến sĩ tào lao, học giả tào lao, rồi toàn là gì giảng viên gì tùm lum tào lao. Tào lao mẹ chẳng có nói ai nó xứ miệng. Giờ tao nói là tao tiến sĩ không gian này. Không gian mà ở dưới đất này không có chỗ nào mà tao sử dụng được, tao lên sao quả chơi luôn. Bố thấy không, vào ngày 6 tháng 1 khi xảy ra cái sự kiện đó, Samsung là quốc hội Mỹ nói là phải chi tìm cho ra những người mà đem những cái lá cờ đó vô trong tờ quốc hội đó, vô trong đó. Thế là tất cả những người mà treo cờ vàng, thậm chí giăng cờ lên đó, họ phải kéo xuống rồi xếp cất hết luôn. Rút đất luôn. Vậy thì đó. Sợ. Vậy thì tại sao lúc đó lại không đi biểu tình đi? Đó, ở đây là tự do ngôn luận, tại chúng tôi được tự do nói chính kiến của chúng tôi, tại sao lúc đó không đi ra ngoài biểu tình cái dự luật của những người Mỹ đó đi?
Không, rõ ràng là họ nói là nước Mỹ được tự do mà tại sao lúc đó ngoan như cuốn vậy, đi xếp cờ cất vô hết và không ai dám bỏ một cái lá cờ đó ngay trước nhà người ta luôn. cũng Lúc đó mấy là sợ bị vạ lây rồi. cũng có vạ lây cái gì lây thiệt rồi chứ dạ gì nữa dạ cũng sáu bài sao cũng có mấy trăm người Việt vô chung vô kia ngồi ăn cơm sơ nước của chính phủ rồi đó cho nên đó trời Lúc đâu có dễ dàng gì đó tại sao không biểu tình đi? trời ơi tại À. sao nó không biểu tình nó lấy người ra ta tại sao nó không biểu tình nó lấy người Bởi ta ra vậy con mới nói bớ đó, tại sao lúc đó không biểu tình đi, nói là cái ủa chuyện nó rất là dễ cái cái ông kia chuyện nó là rất có là tự dễ do ngôn luận mà. cái chuyện đó rất là dễ tại ở nơi cư trú của họ ra đại địa phương của họ và người bị bắt tống giam vào nhà tù ok cái đó mới là đòi hỏi một sự chắc xa lắm ở đây tới nửa vòng trái đất xa lắm nửa bán cầu lắm xa lắm đừng xỉa vô Việt Nam xỉa tại chỗ địa phương mình ở đi bao giờ yêu cầu biểu tình để cho chính phủ Mỹ thả những người ra đầu tiên là mình phải làm với đó gì mà mới hay rồi tao đi phải nói theo làm không có được nói làm mẹ gì đúng không tao ủng hộ biểu tình tao giờ tao ủng hộ luôn ui biểu tình thả nhờ người mà cho là dương cờ để mà xông vào tòa nhà quốc hội đó những người Việt đó bị câu lưu bị giam giữ ra tòa bị phạt đó trời ơi oan ức lắm mày ơi trời khổ lắm một cái nhà rõ ràng lắm mày nói hết thì rồi mày xong rồi mày biểu tình thì tao đi theo ok Nói rồi bây giờ giật dây không không có còn là công dân Việt Nam nữa, mày đặt giật dây len lỏi vào kêu là kêu Việt Nam mình là phải sửa đổi luật tố tụng rồi luật cảnh sát gì đó. Ôi trời ơi mấy người đó ngộ thiệt á, lố bịch thiệt á, không không còn là công dân Việt Nam nữa, không có công dân Việt Nam, không có cái gì quyền lợi quyền hạn gì của người Việt Nam hết mà hả, bắt Việt Nam mình phải sửa cái này. Ủa tại sao không kêu Quốc hội Mỹ sửa cái luật của Mỹ đi, là ở đây là tự do ngôn luận, chúng tôi tự do ngôn luận mà các sao ngươi phá tôi bỏ cái rồi điều đó tại tại hả? sao tụi mình bắt tôi sao bắt tôi ờ Cái lúc đó đó, lúc đó là cái lúc mà mình thể hiện cho người Việt Nam thấy ừ ở đây có tự do ngôn luận nè, tại vì mấy ông dở cái điểm đó, nếu như mấy ông hôm đó mà lúc đó cái thời gian đó mà mấy ổng mà đi biểu tình thiệt đó bố, thì người Việt Nam mình mới tin là ở Mỹ tự do ngôn luận hơn, đúng không chính bố? xác À. kéo ra ngay chỗ tòa 80 tòa gọi gì đó tòa, thống đốc tiểu bang đó ngay chỗ bang California đó bắt đầu dương cờ lên biểu À, biểu tình đúng phải rồi. trả lại những người đó cho tôi những người đó là dân quan những người vô tội tôi yêu tôi Rồi thích rồi cứ tự do bỏ dân cờ. chủ Đúng đó rồi, cứ bỏ cờ, cứ lá cờ vậy đang cột vậy đó mở lên trên vậy nhà đàng hoàng chứ dạy gì phải xếp vô. Ủa ở đây là đa đa sắc tộc mà các người nói là vô trong nước Mỹ là được quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, thì bây giờ hả mấy cái lá cờ ba sọc là biểu tượng của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa hả? Mấy người không được bắt tụi tôi gói vô, tại sao lúc đó không không dám lên tiếng đi? Người nào cũng hả lật đật đi gói cờ hả, xếp vô cất 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 cất, thậm chí hả, thậm chí cái thằng ôn hoàng lớp 7 nó cũng cầm cờ ba sọc nó xé luôn à đó, thể hiện ta đây là không có theo phe đó để khỏi bị liên lụy đồ quỷ sứ. quỷ sứ à Hèn cái đúng là mấy 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 cha nội này đó, đúng là hèn mà không nhà dạy chợ, cái đồ hèn nhát đúng không? vậy khổ cứ cho bảo vệ năm đó bậy đó bạ không đó bậy đó bạ mình nói một cái câu như vậy nói gì thì nói cho người dân Việt Nam mình vẫn sợ luật Việt Nam cũng có một số người rất là sợ Việt Nam chứ những người mà coi như mà giờ chửi đã lỡ mồm lỡ miệng bên nó bị chửi rủa về Việt Nam nó hạn mà nếu không có sợ luật cái nhà nó quýnh mà lụm răng không hết luôn nó thẳng vậy đừng có giận bởi vì người Việt Nam nói gì thì nói chứ còn là họ vẫn có một cái lòng tự tôn dân tộc rất là cao nó thẳng là như vậy cho nên vì cái đó nếu thằng này về là coi như là quỵt đầu đó mình về về tao nói rồi đó cái chuyện nó xảy ra ngày qua kia gì đó đừng như là không có người khác căng hoặc là người ta cảm thấy là ta bị phạm luật cho vì là người ta ấy là cái chỉ cho chừng mực thôi dằn mặt để cho nó hiểu rằng là mày nói xấu ở Việt Nam thì mày đừng có về Việt Nam làm gì mày đừng có ăn uống ở Việt Nam làm gì mày đứng ở bên mày chửi còn mày xấu Việt Nam tại đây mày ngon mày chơi mày nói đi là ăn guốc cho mặt mấy tao thấy mấy cái bà này là cũng nói rồi tôi phụ nữ thì tôi gặp cái thằng đó là tôi lát guốc tôi phang cho mặt đó mấy bà này ghê gớm mấy bà ngoài chợ á còn mấy bà
bắn cá thôi, bắt cầm bả gì nói, bắt cầm vơ vơ con cái con dao phai mà làm cá bả mày lại ghê gì mà ớn lạnh trời ơi. Còn cái gì tụi nó bỏ lên, tụi nó khoe là ở bên này cuối tuần ăn uống tôm rồi gà rồi tầm lum. Trời mấy ơi. Người này không có biết được là gió, bố đi miền Tây bố thấy không, trời ơi, dân miền Tây ăn tôm á, tôm mẹ mà họ ăn á giống như thôi. Là hả nói một cách nôm na cho tụi này hiểu rằng dân Việt Nam ăn nấu ăn cơm trong nhà đó nha, đi chợ ngày hai lần, sáng đi chiều đi, ăn buổi sáng còn thừa đêm đổ, buổi chiều phải đi chợ khác, vậy đi cho mày hiểu rồi. Trời ơi, ăn toàn là không có chuyện mà đúng, không có bỏ chuyện vô mà giống lạnh. như tao bởi đâu. Ô mẹ anh mua về còn hai tuần lễ ăn cái một món bột, tao cái thịt luộc, lấy cái nước thịt luộc ra bởi vì đâu có đi chợ thường xuyên được. Một bữa đầu tiên về ăn còn rau rau chứ rau làm sao mà bỏ hết hai tuần mà cho nó héo, rau nó hư hết. Thì chỉ có cái điều là hồi xưa còn đi làm là coi như hai tuần lễ ăn một món một thì cứ thịt luộc thịt kho thế thôi, rồi xong rồi chia ra phần ra, tới ngày là bỏ vô gà mên cơm rồi đem đi, chứ làm gì có cái chuyện mà sáng đi chiều đi chợ, chiều đi chợ, làm gì Trời có cái chuyện đó. ơi, Trời ơi. bố nghĩ coi mình phải bỏ đồ ăn vô trong cái ngăn bé đó Đúng đó, rồi. để cho nó khỏi bị hư, tại vì mình để cái ngăn mát ở dưới khoảng 2 ngày là nó bị hư liền, cho nên Đúng mình rồi bỏ vô nha. ngăn Mà nó bé cho nó ngộ lắm. ngăn đá Bây giờ đó. do Việt Nam ta về ta biết rồi, đồ ăn nào mà bỏ vô ngăn đá đồ tươi ra là họ không ăn. Đó. Đúng rồi. Cái hay ngăn đá bỏ vô ngăn đá để bảo quản mà để cho nó không hư là cái đồ đó không ăn. Thế thôi. Đi ra mua thịt heo ngoài đường, đi ra thịt heo ngoài đường ta thấy ở dọc dọc cái con đường của bố ở này từng nó có một cái quầy tư nhân nhưng mà nó bán thịt heo, nó để là thịt heo tươi ngon các cái, xong mấy bà đi chợ rồi đi sẹt 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 qua biết sao mà lấy cái tay rồi rờ biết thịt rồi rủ mua mua rồi ta thấy là lạ lạ. Tôi hỏi chị làm gì vậy, mua không mua để tôi mua, hỏi rờ nó có lạnh không, lạnh là tôi đâu có mua, lạnh là chứng tỏ là nó bỏ trong lạnh đó bỏ lạnh là không mua, kỳ ghê không? Trời ơi mấy bà khó tàn thở luôn, mình mới biết là bỏ vô thịt là không mua, ăn phải ăn tươi đó, vậy đó Mình ở đây thịt đó. mình nấu ăn á, mình nấu ít thì mình cũng sợ là bị tốn điện, à, nấu ít cũng sợ tốn điện cho nên nấu là nấu nguyên nồi bự, mà nấu ăn nồi bự thì ăn không hết rồi, bắt đầu chiết ra từng vô xong bỏ vô trong Bỏ ngăn bỏ bé, tủ bỏ đông tủ á, rồi đông xong rồi vô trong kia xả đông ra để xả ăn. ra, rồi đem theo đi làm. Đó đâu phải như ở Việt Nam đâu, buổi trưa là ăn 3 món khác nhân bố, xong rồi tối Đúng là rồi. phải nấu 3 món khác, một ngày là phải nấu 2 lần đồ ăn đó. Đúng Có rồi. nhà con thì buổi sáng là phải nấu ăn sáng cho má con nữa Ui. đó, Nói một cũng cái tính khác. ra là nấu 3 lần ăn Bây lộn. giờ ta bây giờ bố nói thì con thì bố ở đây cũng vài tháng rồi, chủ yếu là cũng lo làm giấy tờ để ấy, nhưng mà có điều mà tôi ở đây riết là tao nhiều khi tao không muốn về Mỹ nữa mày. Tao thấy đi sướng quá. Thậm chí đó là những người mà còn cực có nghĩa là đi chợ nấu ăn. Bây giờ ở Việt Nam khỏi cần phải đi chợ luôn, cứ dính dắt iPhone lên gọi cái toàn là cái xe Grab Food đó, rồi tới đưa hết, cứ gì cũng có, cá tiều, có kho tiều, canh chua, cá lóc, cá gì cũng có, nói chung là tất tần tật food mà. À, là nó tới đưa cho mày, nó tiện đến mức độ vậy, nó sung sướng đến mức độ vậy, mà là giá là rẻ bèo, nó thẳng là cái dự giá thức ăn ở Việt Nam thì con biết rồi, nó đâu có nó mắc mẹ đâu, một tô phở ở bên Mỹ thì bằng 10 tô Việt Nam, giá trị bằng nhau, mình coi là một tương đương. Ở đây phở ở Mỹ là bố là có nhà hàng này, mà phở trời tao phở của tao nấu mà tao nuốt không vô luôn, đừng nói nuốt không vô luôn á, đừng có nói gì đâu, đây là nhà hàng bình nhà đó nha. Còn ở đây phở ở đây ta ăn phở lý do sao nó ngon tuyệt vời, nó thẳng là như vậy. Mình nói hoài nó thẳng vậy nhưng mà bà mệt lắm thì ông Phượng xuống luôn là ông có chuyện là cút hả, rồi chắc Bố là để ông Phượng lo chắc chuẩn bị ra sân bay rồi, chuẩn nghe bố bị nói chuẩn là bị sắp tới đây thôi chuẩn được bị rồi, đó. thôi được rồi, để cho ông nghỉ ngơi chút rồi ông ra sân bay, tao đi mua cái võng với lại tao ra sân bay tao làm cái ấy, tao văng võng nó ngồi tao đợi ông. Ghê vậy. Em bố Bà nôn không dữ biết ra bà nó ổng nung nóng bỏ cho tao nung nóng bười, bởi vì có ổng về mới vui biết không, dẫn hai anh em ra ngoài hồ rùa ngồi giọt nước chơi đó, lắm ngồi giống như rồi nè. Đó, thời thì con nói bố đó, nếu như có thời gian á thì bố đi theo bố Phượng đi 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 Trường Sa đi hả? phượt Đi Trường đi Sa. phượt thì Đi coi Trường thử coi Sa với sao, lại mà cái tao đi coi một thầy chuyến. bói rồi. Tôi bỏ rồi, nói mạng tao kỵ thủy, đi nước no không có Ôi bố được. ơi, mệt quá, tin tin thầy bói nữa, khổ ghê luôn á, cho mê tín gì đâu, mà Ok. tối nhân bố. Rồi, tao mê tín dị đoan rồi, bỏ ra tao mê tín dị đoan là Ô khi bé nào tao mê tín là tao mua. tháng trước
Tháng trước con bị một cái tích kịch rất là vô lý đó, nhưng mà con á hả, con nói thiệt với bố là con cũng không thể nào mà con cãi lại, tại vì Sao con cãi đi được? á, con chạy chặn con chạy xe là con rất là cẩn thận, là cái điểm này là con hay bấm phiêu á, có nghĩa là bấm ví dụ như nó cho 65 thì con sẽ chạy là 67 68, mà lúc đó rõ ràng là Một trên hai cơ mai, con một mà là hai mai đâu có tính đâu. vậy mà nó stop con, nó nói con là over limit đó, nhưng mà con giải Đúng thích mà rồi. nó cũng không chịu nghe luôn, nó vẫn cho con một cái tích kịch. Mà bố biết bây giờ bao Chuyện nhiêu không? nhỏ 350 đô, bốn bây giờ một cái tích kịch ba bị trăm rồi, rưỡi đô nó nói đó. mày có quyền không đóng, nhưng mà mày ra tòa. Nó tao Ra kể cho tụi bay nghe cái tòa. điều à, khoan từ từ nè. Bây giờ trên đường đi làm về, hồi xưa cách đây cũng khoảng mấy chục năm mà, thì tao nó phạt tao 127 đồng, thì coi như là gần hai một ngày rưỡi làm công việc. Nó nói mày ok, mày không bằng lòng thì tao đưa cho mày cái tiết kịch này, mày không bằng lòng mày dắt tiết kịch mày ra tòa. Ok rồi, ok. Nhưng mà ngược lại mày quên một điều là khi mày ra tòa là mày phải nghĩ là mày mới ra tòa, đúng không? Tự tự vô tình là coi như mất hết ngày làm đó, Đúng thành rồi, mất ra ngày làm nó mất hết trăm mấy mất mẹ phần hết ngày làm rồi. Ô má, vậy thôi đóng mẹ mày cái rồi luôn không chạy đâu cho thoát nó đó, không chạy đâu cho thoát mà nó đã được, dạy nó khỏi rồi mà bố còn phải chịu tiền tòa cho nó thêm mấy tiền chục đồng tòa, nữa bố. chi phí mấy chục đồng nữa, chi phí đồ mà khổ. Thì bởi Rốt cuộc là không có vậy làm sao quá được, bà thôi đóng là mẹ mày cho rồi, rồi vậy. tụi nó kêu mình là có quyền kiện, có nghĩa là tụi nó thừa biết được là mình tính tới tính lui mình vẫn phải bị Mình mất tiền, vậy thiệt thôi đi ra đành phải tòa là đóng phim thiệt cho rồi. nói À vậy, hả, đóng mẹ đó cho rồi á, khổ vậy. nó bây Thì giờ rõ đó con vậy. nói con kêu là không không có cãi được, nó nói con như vậy thì con nói kêu chứ tao chạy đúng mai, tao chỉ hơn một hai mai thôi. Nó kêu là mày chạy over mai đó, thế là nó cho con một cái tích kịch rồi không cãi được, Nói bảy chung trăm rưỡi đô. nó đã muốn phạt rồi thì mày giống như kiểu nó đói đói đây, có nghĩa là gì? Nó giống như kiểu như là một hai tuần hoặc là một tuần gì đó, mày bắt buộc mày phải phạt cho được và bao nhiêu người, nó có quy định về khá vậy. Thì quy định ngầm của cảnh sát mà nó chưa có đủ số là nó bắt phạt. Mà ví dụ bây giờ tao nói cho mày nghe, ngày xưa thời đó còn hút thuốc trong xe, bố hút thuốc trong xe à, thì ở dưới ngay chỗ cái táp lô nó có cái đồ kéo ra để hút thuốc gạt vô đó, biết không? Mà nó chỗ đó mà nó dơ là cũng có quyền phạt, nó cũng phạt, là không có thứ gì mà nó không phạt được. Đèn xi nhan bể nó cũng phạt, đèn không cháy nó cũng phạt, nói chung là cái gì nó muốn phạt là nó phạt rồi, đủ lý do để nó phạt cả. Cho nên ra mệt lắm, đụng với cảnh sát bên Mỹ ta thấy Bởi vì mệt không, mỏi lắm. hai tuần trước con đi về, con chạy tới Texas đó, rồi bây giờ thì con không có sống ở Texas nữa, mà hai tuần trước con chạy tới Texas, con mới ghé vô một cái chợ, con ghé vô một cái chợ thì con đi vô, con đi vô cho nó, con đi chợ con mua đồ á, Vậy cái vậy tự vậy tao hỏi nhiên để tao hỏi chút coi, mày không ở sống ở Texas thì mày đang sống như 30 thuộc phải sống không? ở Chỉ đâu có hai nơi thôi. Cần Long mới nói. Oh, trời ơi, ông bí ẩn đó. Cái bố biết không, con kể bố nghe cái con vô trong cái chợ đó, cái con chợt nhớ tới một cái đoạn clip anh Việt Fry ảnh quay, ảnh quay ảnh kêu chứ trời trời đi vô trong này, cái giờ đi ra tự nhiên cái xe mất hết hai bánh. Là Hiểu con rồi. sợ bố, Có con sợ rồi, nó kêu thì con nói ở trời ở bên ơi. ở bên tiểu bang của bố thì trên downtown nó có một cái khu, nó gọi là cái khu đó thường thường những người nghiện ngập với lại những người da màu họ ở đó. Thì mày đi xe về, mày có cái xe hơi mày đậu vô, mà là sáng sau là thấy bốn bánh xe mất, mà bốn bánh xe mất cái đậu sau hay là mà nó để gạch á, cùng gạch bốn gạch bốn đậu bốn cùng gạch là xong, anh lấy bưng cái bánh xe sáng ra cái bánh xe không còn gì trơn rồi, khóc thôi được Thì chứ đó, làm sao bởi được. vậy con sợ bố, con dừng ở cái chợ đó, là con nghĩ là cái khu đó là gần gần nhà anh Việt Ra quá, là những cái khu Arlington đó đó, cái khu đó nó có cái chỗ mà bán đồ buffet của tụi của China hay là của tụi gì đó mà quên rồi, mà cái lẩu ăn mỗi người một cái lẩu, mỗi người một cái lẩu vậy đó, lẩu seafood rồi đó đó. Con vô cái khu đó xong xuôi con chợt nhớ tới cái clip mà anh Việt Rai bỏ lên đó, là hả đi ra là mất hết hai bánh xe đó, tự nhiên con ớn luôn, con thấy vậy con ớn xong 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 con leo, con leo lên xe con đi luôn. Ở bên đó nó có những cái đứa mà nó bị ngáo đá rồi nó bị hút mà xì ke quá liều rồi, cái xong nó lấy cái cây gậy mà
quýnh rồi mà quýnh 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 chày cái cây bóng chày đó, rồi vào bên xe người ta đang đậu ngon, hoặc là mười mấy chục chiếc đậu đi hiên là bắt đầu đi tới từ chiếc một đập bể kiến trời, nó đập rồi nó bỏ đi, rồi điên khùng đến mức độ vậy đó. Đó khổ, đã có những video trên mạng đưa đó, có nghĩa là nó làm nó bị thần kinh, sao ta không hiểu được bệnh. Thôi mà ta bởi vậy khổ lắm rồi. Ok con thì la chơi chút xíu rồi để nó làm vui vui với anh Phượng, để anh sức biển đi, tao ra đi coi đi chợ, tao mua cái giọng ra qua tới đi cho ra văn đó anh về, chứ để anh về không có ai vậy tội nghiệp được, khổ vậy. vậy là bố biết giờ giấc của bố Phượng về rồi phải không? Bố biết Biết rồi sẵn thì bố biết coi bố, bố còn ra bố lâu bố mới coi nói, nha. còn lâu mới nói tụi bay lâu mới Đó, nói trời ơi con nói giờ tao đi. rồi đó, bố mà không ra tiếp đón bố Phượng đàng hoàng hả, là hả con á hả, con coi như là con xử lý bố Ghê thiệt. Rồi đó. ok Rồi, like chút xíu cho nó ok vui. Thôi bố. tạm Rồi, biệt mọi bye người, bye bye mọi bố. người. Chúc bố Rồi ok, chơi rồi. mập như heo nọng. Mày đừng có rủ mà bắt công ta là đây ẹt với công mệt lắm á. Ok, chào mọi người.